Dạ, kính chào bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn anh Quang Giang tiếp tục giao lưu hoa giấy thành phẩm. Có nhiều cây đang rực rỡ bông, búp nụ thì kẹo luôn nha bà con. Có những cây 5 6 màu, 7 8 màu luôn. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với anh Quang Giang à. Rồi chào anh Giang. Rồi chào anh Liêm, chào bà con miền Đông Bắc gần xa. Đang số hoa giấy đang búp nụ đầy cây nha cả nhà. Giao lưu phục vụ cả nhà mình về ngắm hoa chơi quanh năm nha cả nhà. Đầu tiên cây số 1 ha. Cây vàng khè luôn nè. Chàng khè luôn. Cây vàng nha cả nhà, vàng thái ha, mã số 1 ạ. Quá trời nụ luôn nha bà con. Búp cái này về chơi là vừa luôn nha cả nhà. Cao là 95 mà tới đọt là 95 nha cả nhà. Ngang đây thì nó tính đặt 50. Một màu nè, cao 95 ngang 50, vành cổ 14 yếu, tính 13 gữ luôn cái nhầm đây. Bộ đế nó sắn là lạng như trên hình luôn ha. Gọc đây quắn quái ha. Gốc đế quắn này quá nè, mã số 1. Cái này xin luôn của nhà mình là 360k cái nhầm đây. 360k Bao ship tặng tay tới cái nhà mình luôn ha. cho cây màu vàng ha. Một cây mà cây vàng cái nhà, cây vàng có 360k, bao Kẹo ship luôn tới nhà luôn cả nhà. nụ hết trơn Kẹo luôn. nụ mã số 1 ạ. Mã số 2, cái này cũng nhiều màu cả nhà. Hai ha. Hồng tiết, red pizza, tím bướm. Thấy được 3 màu đó. Cam Cam lửa. lửa hai bốn rồi. Hồng tiết, red pizza, Hồng tiết tím dít bướm, hồng găng hồng gân, 5 năm màu. màu. Cây này trước mắt là 5 màu cả nhà. 7 7 nhánh mà tính lên được 5 mặt bông mình đó. Cây 5 màu mã số 2 cả nhà. Cao nó 75 mà. Siêu bông nha, ngang 56 à. Mình có 12 cả nhà đây. Đế gọn gọn xinh xinh nha. Mã số 2 ạ. À. Cái này xin luôn cả nhà mình là 300k cả nhà mình đây. 300k ha. Cho cây ngũ sắc ha, thập Rồi. cẩm màu lộn xộn. Màu lộn xộn. Mã số 2 300k bao ship luôn nha cả nhà. Mã số 3. Màu cái Màu màu Ấn Độ. Ấn Độ tiểu à. Ấn Độ này hơi nhỏ kia bằng tiểu Ấn Độ ha. Ấn Độ hoa đổi màu nha, cao 75 à. Ngang 40. Hoành cổ 11 cái nhầm đây. Gọn gọn xinh xinh nha. Cái này xin luôn cái nhà mình tiểu Ấn Độ mã số 3, luôn nhà mình 270k cái nhầm đây. 270. 270 là bao ship luôn nha cả nhà. Bên em tất cả các đơn hàng đều bao ship tới tay cái nhà mình ha. Bao ship không phát sinh thêm phí nào nữa nha bà con. Đúng rồi đó, cả nhà mình đây. Mã số 3. Dạng này bán cây hơi nhăn nha bà con. Số 4. Mà không được vui, hơi nhăn. Một màu cả nhà. Trắng Quá tuyết ha. quá chá nắng rồi. Trắng tinh luôn nè. Ngay cao nó 75 ạ. Ngang đây 47 ạ. Hoành cổ 15 cả nhà, 15 yếu. Rồi, đến lắc lượng kiểu gì không hiểu luôn nghe. Mã số 4. Anh ảnh nè. Cây trắng tuyết này xin giao lưu của nhà mình là 360k cái nhà mình đây. 360 cho một cây trắng tuyết À, full một cây hoa. trắng búp bông đều hết, mã số 4 cái nhà. Tới mã số 5 gọn gọn cũng nhiều màu đây. Có được tím bướm nè. Tím bướm nè, hồng thái nè, sen thái, hồng hồng gân nè, gân, là ba trắng tuyết hồng đây luôn. Là 4. bốn Red visa đâu? Hồng tiết hồng tiết là 5. này, trắng tiết tính gọi ha. Lửa này 5 màu. giờ tính nè, Red dít bị già, visa, trắng tiết, trắng tiết tím bướm, 3, hồng tiết hồng tiết 4, 4, cam cầm thái. thái là 5, trắng phước hồng thái là 6. Đấy, Rồi cây 6 màu mà gọn gọn nghe cả nhà. có thể nó Hơn nữa là này là hơn thấy nữa. mới cái 6 mặt bông thôi, tại anh đang búp chưa nữa gọn nên em chưa thấy. Cao 78 à. Ngang 39. Ngang khiêm tốn quá. Mình có 12 cái nhà mình đây. Đó. Một chọt cái rễ phụ luôn ha. Cây 6 màu cái nhà, mã số 5 ạ. À. Cái này xin cho luôn cái nhà mình 270k cái nhà mình đây. 270. Mà 6 màu luôn cái nhà. Ở gì mặt chất ngắm hỏa luôn, đủ loại. Cây cũng đang búp hết. Là búp đều hết nè. Mã số 5 ạ. Có cái này dễ đếm nè cả nhà đây, khỏi đếm nhiệt mà. Chú sáu một màu cũng Một dễ. màu trắng. Cái nhà yêu thích màu trắng có màu trắng ha, mã số 6 ạ. Cao đây là 83. Ngang đây 60. Nhăn dữ anh Giang. Quá chá nắng này cả nhà mình đây.
Mình cổ 19 hơn à. Mã số 6 cả nhà. Trắng tiết ha. Hai bo một lùm gì luôn nha cả nhà. Cái này xin đi luôn cả nhà, 370k cả nhà đây. Cho mã số 6 ha. Mã số 6 370 rồi. Ờ, tiếp mã số 7 luôn cả nhà, một màu tiếp ạ. À. Này vẫn là một màu cả nhà. Một màu. Vàng tiếp cả nhà mình ơi. Cao 70. Thấy vàng nha bà con. Ngang 46 ạ. À. Một màu thấy vàng. Quanh cổ 12 rưỡi gần 13 cả nhà mình ơi. Một màu vàng cả nhà. Đây. Này xin luôn cả nhà mình 280k cả nhà mình ơi. Một màu vàng 280. Ở một cây vàng nha, 280. Đây tới Ấn Độ. Số 8 cái nhà lên. Chọc Ấn Độ đổi màu cái nhà. Tiểu số 8. Cao đây 75 ạ. À. Ngang đây 40. Bình cổ 12 yếu cái nhà mình đây. Đó, tiểu Ấn Độ nha, đang nở và đang búp hay và cái hoa già luôn nha cái nhà. Mã số 8. Tiểu Ấn Độ. Cái này xin luôn cái nhà mình là 280k cái nhà mình đó. Ok. Cho cây tiểu Ấn Độ mã số 8 ạ. À. Đây mã số 9 cũng nhiều màu luôn, lắc lượng luôn cái nhà mình đó. Hồng lửa. Trắng lửa. Ừ. Trắng lửa. Kế bên là cam lửa. Ba màu. Đỏ lửa, bốn màu. Tím nè, tím lửa nè. Tím lửa ruby, 5 màu. Zed Bia nè, 6 màu. Hồng răng nè, 7 màu. Ờ, à, 7 màu cả nhà, mã số 9 nha. Quá màu rồi, cao nó 70. Ngang nó 48. Mã số 9. Mình có 12 cái nhà mình đây. Cây 7 màu mã số 9 nha cả nhà. Rồi, cây này xin cho luôn cả nhà mình là 290k cả nhà mình đây. 290. 9 cho gửi lắc lượng như trên hình luôn nha. Đó, giờ thay trông đẹp cả nhà. 29 bao ship hết nha. Cái 7 màu. Đây thì đây. Một màu tiểu Ấn Độ. Mã số 10 cả nhà. Tiểu Ấn Độ ạ. Cao nó là 69. Ngang nó 43. Bên cổ 12 yếu cả nhà này, tiểu Ấn Độ ha. Nó tàn thì gọn gọn xinh xinh cả nhà. Cái này xin cho luôn cả nhà mình là 270k cho tiểu Ấn Độ nha cả nhà. 270. Cho mã số 10 ha. Đang búp nha cả nhà. Đây mã 11, cái này nó một màu. Cành vàng lá ngọc. 11, đọt đỏ nha bà con. Cái vàng thi ma ghét ha. Quá trời nụ luôn nè. Bông nó to. Cao nó 78 ạ. À. Ngang nó 40. Mình cổ 12 rưỡi cái nhà mình đây. À, cái đế thì nó không hiểu nó kiểu gì nè. Mã số 11. Himaget này xin như luôn cái nhà mình là 290k cái nhà mình đây. 290. Chùm hoa vậy luôn ha. Đang búp nè. Mã số 11 ạ. À. Đến mã 12. Cũng nhiều màu cái nha. Hồng lửa. Cam lửa. Hồng tiết 3, Red Pizza 4, thái vàng là 5, trắng tiết là 6, tím lửa ruby là 7, hồng lửa cãi rồi. Tính 7 đi, hết rồi. À. Cái 7 màu đó nha, mã số 12 ha, cao là 67 à, ngang 45 à. Đang nụ. Quanh phổ 14 của nhà mình, mã số 12 cây 7 màu. Rồi, cái này xin lưu cái nhà mình là 290k cái nhà mình đây. 290k. Cho mã số 12 ha. Cây đang búp nụ kẹo cho đang nhé. Búp kẹo nụ cái nhà. Mã số 12. Đây là mã 13. Cây trồng ma nhiều màu luôn đây. Đó, trồng cao đẹp nè. Tím lửa. Đỏ thái. Vàng thái. Ừ. Là 3. Hồng sen thái là 4. Zed Bia. Zed Bia là 5. 5 màu. Hiện tại là thấy được 5 màu.
tím lửa ruby, em kể cho ta. Tím lửa vàng, đỏ trắng, thái đỏ, trắng phớt hồng. Chưa thấy trắng phớt hồng nè, trắng hồng nằm bên đây nè. Tím sen này, tím sen, tím sen tôi ghép nhiều màu quá nhìn nó cũng chưa rồi, có đủ giờ quá. Tính 5 màu đi ha, 5 màu thôi, tính 5 màu nha. Mã số 13 cao nó 90 ngàn 55 à. Quỳnh cổ 13 gữ cả nhà nè, bởi đế dài sổ lắc lượng ha, dịp lép luôn nè, như cây 5 màu lông xóm cả nhà. Lửa có thái có và dép pizza nữa nha cả nhà. Thái trước đi cho dễ nè. Ừ. Thái nè, tím sen thái là 1 nè, đỏ thái, đỏ thái là 2 nè, vàng thái là 3 nè, 3 màu thái này tím sen thái, 3 màu thái. Rồi dép pizza là 4 nè, 4 màu. Tím lửa, tím lửa ruby 5 màu. Xong cây này 5 màu rồi, tính 5 màu này. Mã số 13 cả nhà, cây này xin lưu cái nhà mình là 370k ha. Ok, cây ngũ sắc cả nhà, đế sổ và dẹp luôn ha. 370, mã số 13. Cái mã 14 một màu này dễ tính nè. Không phải à, cái này không phải một màu, cây này 14. Tới 3 màu. Ừ, này cũng khó nè, là hồng tiết, trắng tiết, trắng tiết, red pizza và hồng gân, hồng gân 4. Tại cái làm gì mà cũng 4 màu nè, 4 màu đó nha, 4 màu siêu bông không nè, 4 màu siêu bông như một cây ha. Cao nó 80 ngang nó 43, mình có 13 gửi cái nhà này. Mã số 14 ha, một gửi lắc lượng nè. Cái này xin cho luôn cái nhà là 340k cái nhà mình nè. Ờ, cho cây 4 màu một gửi lắng quắn nhìn đã lắm nha. Mã số 14 ạ. Rồi cái mã 15 này cũng nhiều màu nè. Đỏ lửa, dép pizza là 2, hồng gân là 3, trắng tiết là 4, hồng tiết 5, 5 màu. Thái gì? Cái này thái gì không biết nữa nè. Thái vàng 6, tím tiết 7, quá xa. Cái này tiết lửa rồi thái cả nhà là 7 màu. 7 màu là 7 sắc cầu vồng luôn nè, cái này thập cẩm rồi. Cây 7 màu mã số 15 cả nhà, cao nó 72 à, ngang nó 43, bình cổ 13 cả nhà nè. Một full ha, đang búp chữ lắm, búp nha, siêu vòng siêu bông không cả nhà mình nè. Mã số 15 cái này xin lưu cái nhà mình là 300k cả nhà mình nè. 7 màu mã số 15 ha. Tới mã số 16, cây cũng nhiều màu luôn nha, đếm. Thái vàng là 1 nè, cam thái là 2 nè. Rồi mình tính thái trước đi. Có đỏ thái không? Không, lửa. Đỏ thái. Lửa, đỏ lửa là 1 nè. À, lỗi nữa là 3. Cam lửa là 4. 4. Red pizza 5. 5. Tím, tím siêu bông đột biến 6. 6. Hồng tuyết 7. 7. Hồng gân, hồng gân là 8. Cây này 10 màu lẫn đó mà giờ điếm có 8 à, còn sót 2 màu nha cả nhà. 8 à. Ừ. Còn mình cải tính. Ở đây trắng tiết nè, 8 là 9, trắng tiết nữa là 9 nha. Rít. Cam lửa, cam lửa nãy tính rồi. Cam lửa lỏ, đỏ lửa là 2. Như cái này mình tính 9 màu đi ha. Rồi. Tính, ok. Tính ghép là 10 bo luôn, dính 10 bo luôn á. Tính 9 màu đi, cây cao 80. Cây chín màu nha, cao 80 ngang 50, quanh cổ 13 rưỡi cái nhà, mã số 16 ạ. Cây chín màu này xin luôn nhà 350k cái nhà mình đó. 350k cây chín màu, một chùm hoa đặc rồi, sắc rồi. Luôn đủ bo là 10 màu, đã dính 10 bo luôn này. Rượu vang bên đây rất pizza vậy nè. Nếu vậy là tính ra là 10 màu đó. Cái dòng cây này quá trời màu luôn, mã số mười mấy quên luôn rồi. 16. 16 ghi còn 10 rồi, nhảy mất tiêu rồi. 16 cái nhầm đây. T17 cái này cũng 2-3 màu lộn xộn giống mới cả nha. 17 nè. Modurin. Modurin. Adana. Adana.
tuyển độ hai màu, hai màu Morin Arana hai màu cái nhà Morin Arana ha, cây hai màu mã số 17 cái nhà mình ơi, cao này 65 ngang nó 37 à, mình có 14 cái nhà mình ơi. À. Rồi cái này xin luôn cái nhà mình 280k cái nhà mình, mã số 17 ha, 280 nó có cái nhà này nó cái cũ nó không có liền nha, cái lúc cái phôi trọng hồi nhỏ cái ha, hôm, cái hôm đúng rồi đó, chỉ cái hôm là còn 280 nha, mã số 17 à, thì mã số 18 đây tiểu độ cái nhà mình đây. Một màu, một màu luôn, tiểu độ cao nó 62 ngang 35 mình có 14 cái nhà này, rồi gọn gọn ra nhỏ nhắn xinh xinh nha. Rồi cái này xin lưu nhà mình 260k cái nhà này, tiểu Ấn Độ, yeah. Mã số 18 ạ, mã 19 chân dài luôn cái nhà này. Đó. Himalayan nè, tiểu Ấn Độ nè, Mahathi à, như này Adana, Adana, cái này là sông môi cam à. Lá gì là sông môi cam nữa nha, cây này bốn màu cả nhà, giống mới không cả nhà, cao nó 80 ngang nó 40 bốn màu giống mới à, mình có 11 cả nhà mình ơi, hồi đấy giỏ dài gì à, mã số 19 cái này xin luôn cái nhà mình là 290k cái nhà mình đây, 290 rồi, rồi cho cái bốn màu giống mới ha, mã số 19, mã số 20 một màu ha, cây này cũng đang đang bút cái nhà, tiểu Ấn Độ ha, cao nó 80 ngang 37 à, mình cổ đi 13 cái nhà mình đây, cái tiểu Ấn Độ một ghế lắc lượng thêm giữa phụ cái nhà. Rồi, cái này xin lưu nhà mình 280k cái nhà đây, tiểu Ấn Độ ha, tiểu Ấn Độ mã số 20, mã số 21 đó, cái này cũng nhiều màu một chọt lắc lượng luôn nè, tím bướm nè 21 cả nhà, này nó chưa lên tím bông bướm. Luôn nè, cam, cam lửa, trắng tiết nè, trắng tiết là 3, hồng găng là 4, mấy màu lửa nữa đó. Này di tính 5 màu cái nhầm này, nó nhiều màu lắm, đang búp mấy lửa, đang búp nè, thái nữa nè, rồi tính 5 màu ha, thái vàng như mã 21 tính ngũ sắc nha, hơn nữa đó. Cao 60 ngang 40 à, một chọt lắc lượng luôn ha, mình có 14 cái nhầm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bo là mỗi bo mỗi màu luôn, giờ tính ngũ sắc đi, mã 21 cái này xin luôn cái nhà mình là 280k cái nhà, một ghế lắc lượng luôn nè, mã 21 cái nhà, rồi mã 22 nè, tiểu Ấn Độ nè, cao nó 80 ngang nó 55 cái nhà nè, độ đang nụ, đang nụ mình có 13 là mỗi đọt mỗi chùm hoa bà con ơi, đó chùm nụ luôn, mã 22 nha, tiểu độ xin luôn nhà mình 290k cái nhà mình đây, 290 chín mã 22 cái nhà, tiểu Ấn Độ ạ, mã 23 cái này giống mới nè, nhiều màu nè, cái này son môi ha, son môi cam, ừ. Mã hạt thia hai loại, yeah. Adana cả nhà, đây Adana, ừ. Ba loại, ba loại, ba màu giống mới, cao nó 73 ngang nó 37 à, ồ nó đều quá ha, mình có 12 gửi cái nhầm đây, cái nữa nè, bốn loại, cái này là Himalayan, đó, như bốn màu giống mới không nghe cả nhà, mã 23, cái này xin lưu cái nhà mình là 290k cái nhà mình đây. Ờ, siêu bộ tập siêu tầm nha, mã số 23 rồi, mã 24
Cái này cục rễ nhiều màu luôn. Trắng lửa. Một màu. Cái này đỏ lửa. Hồng tiết. Rồi. Cam lửa. Tím lửa. Đỏ tím trắng cam. Đỏ tím trắng cam với hồng tiết là 5 màu cả nhà. Ngũ sắc. Cao nó là 70. Ngang nó 46 ạ. Quanh cổ 13 cái nhà nè. Đó cái bếp đầu ghế luôn nha cả nhà. Mã số 24. Cái này xin luôn cái nhà mình là 280k cả nhà nè. Cái ngũ sắc này luôn nha. À, gọn gọn xinh xinh luôn nè. Rồi. Mã số 24. Tới mã 25. Ờ góc này đẹp nè. Cây ghép nhiều màu luôn. Ghép nhiều màu luôn cái nhà mình nè. Quá trời màu rồi. Điếm coi. Thái cam. Cam thái. Một màu thái. Tím lửa. Hai. Hồng găng. Ba. Trắng tiết. Bốn. Này hai màu tím này kia. À. Tím này là tím siêu bông. Đột biến. Năm. Chết bây giờ. Sáu. Trắng tiết cải chưa? Tính rồi, đi 6 màu đi. 6 màu. Quá màu à. 6 màu cái nhà siêu bông nha cái nhà, cao 70. Ngang 49 à. Quanh cổ 16 cái nhà mình đó. Cái này xin như luôn cái nhà mình là 330k cái nhà mình đó. Cái 6 màu ha. Cái này để sổ dài luôn. Sổ dài luôn. Mã số 25 cái nhà. Rồi. Rồi lên một mã nữa kìa. Mã 26. Cái này một gửi nó lắc dữ lắm nè. Này, 26 mã chót ha. Lâu lâu có một mã dài cái 26. Này là Golden ha. Một có được cái bông là mẫu luôn nè. Đó này à. Một bông duy nhất ha. Mấy này nó đang chưa búp, mới hơi hơi búp à. Này về cắt bo thêm. Mã 26 nha. Cao nó 75. Ngang 43. Quanh cổ này là 12 cái nhà nè. Nó một rễ mà từ dưới đây lên luôn nha. Lắc lượn như nè. Đó. Golden. Cái này xin luôn cái nhà mình 280k cái nhà, cho cây một rễ ha. Rồi. Rồi như mã chót cái nhà. Rồi cảm ơn cái nhà đã xem hết video của nhà hợp nhãn alo số điện thoại có nhà vườn Văn Giang em là 0795428752 cái nhà. Chào cả nhà. Rồi, chào anh Văn Giang nha. Mình chào bà con. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều và hy vọng bà con mình hợp nhãn cho ủng hộ nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp.